Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất là vui ngày hôm nay tôi được gặp lại quý vị và các bạn và cùng nhau chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống. Vậy thì ngày hôm nay tôi xin chia sẻ tới quý vị và các bạn những kinh nghiệm về cách mua chọn các bạn nha. Vậy tôi xin chia sẻ tới các bạn về cách mua chọn những cây cảnh, cây hoa lay ơn đẹp nhất về để trồng những chậu cảnh các bạn nha. Khi chúng tôi định hướng trồng những cây cảnh, cây hoa lay ơn vào chậu cảnh để trang trí sân nhà tôi, và tôi đã đi lấy đất màu về đổ đầy chậu cảnh, sau đó đi mua chọn những cây cảnh, cây hoa lay ơn đẹp nhất về để trồng. Tôi đã mua chọn như sau. Tôi mua chọn những cây cảnh cây hoa lay ơn phải thẳng cây, tán lá đẹp, tươi cây và xanh đẹp thì tôi mới mua chọn. Khi tôi mua chọn được những cây cảnh lay ơn đẹp nhất như vậy, mang về trồng chậu cảnh rất hiệu quả. Video của tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe video của tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại video sau của tôi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.